địch toàn quốc Hyundai Cup by TC Moto khu vực miền Nam, SPL SI. Các cầu thủ hạt điều thương thương. Với trong làng Phủ Sài Thành giờ đây đang là gương mặt đang rực sáng tại SPL SI, và vừa rồi là tình huống lên tiếng của Đặng Văn Cảm. Thiếu chút nữa là đã có bàn thắng. Thì vẫn đang bị đẩy ra biên khá nhiều. Và một tiền đạo nhưng cũng đã rời xa khung thành. Bóng đi trúng vào mặt Đoàn Hải Quân. Tiếp tục là một cú đá, bóng chớ, tỷ số được mở. Bàn thắng vươn lên dẫn trước dành cho các cầu thủ hạt điều thương thương. Đó là pha dứt điểm của Trần Đông Hồ. Một đòn phản kích có thể nói là rất đau đã được hạt điều thương thương tạo ra trước Huy Tìm. Cú đá găm về góc xa của Hải Quân là khó chịu, và nó đã khiến cho Đình Triệu bị ói bóng nhiều thời cơ này. Bóng treo cây nêu, không được. Một tình huống xâm nhập bất ngờ. Cú đá của Huỳnh Bá Phượng. Bóng đi vào khung thành xong không hiểm hóc. Hà Quang Huy. Rất tốt, Huỳnh Bá Phượng. Chỉ có xà ngang mới cứu thua cho hạt điều thương thương ở trong pha bóng vừa rồi. Chúng tôi vừa nói về Luân Sư Phụ và vừa rồi. Có lỗi, cú đá ngay, không được. Và xử lý quyết đoán của Đông Hồ. Ngay sau khi thoát đi thì thủ quân bên phía. Lúc này thì ta đang thấy được một Huy Tìm có thể nói là kiên nhẫn, nhưng lại có phần bế tắc khi tìm đường đến khung thành của thủ môn bên phía hạt điều thương thương. Đó là một lối chơi đơn giản. Hồi phản công dành cho hạt điều thương thương. Rất nguy hiểm. Cú đá là của Hồ Ngọc Hiếu, người mới được tung vào sân tay người. Một tình huống mà Đình Triệu đã kinh nghiệm trong pha ra vào. Anh phát hiện là mình đã ra hơi muộn. Đấy rồi, không được. Bóng treo cây nêu, khó chịu và như từ dưới đất chui lên. Rất nguy hiểm, tỷ số được Quân Bình là 1-0. Rất hay. Và người lập công đó là Tạ Quang Huy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tạ Quang Huy chính là người đã châm ngòi cho pha bóng. Và lại thêm một tình huống nữa mà các cầu thủ Huy Tìm sử dụng. Phần nào đó thiếu may mắn nhưng được bồi đắp lại bằng bàn thắng của Tạ Quang Huy. Không được. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa các cầu thủ Huy Tìm và hạt điều thương thương khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hạt điều thương thương đã đến rất gần với 3 điểm tiếp theo của mình tại SPL SI. Nhưng đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng thì Huy Tìm